Thực hiện nhiệm vụ tiết kiệm điện trong năm 2024 theo tinh thần chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025, nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh hay là trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã được tiếp tục triển khai. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cảng, công ty này đã lắp đặt thiết bị biến tần tiết kiệm điện trên các dây chuyền cẩu bốc xếp hàng hóa, giúp doanh nghiệp mỗi năm tiết kiệm được 800.000 đến 1 triệu kWh điện, tương đương khoảng trên 2 tỷ đồng. Cùng với tiết kiệm điện trong sản xuất, công ty cũng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện tại trụ sở, văn phòng công ty. Trong quá trình mà mua bán các thiết bị mà sử dụng điện để làm hàng, để cho hoạt động xuất kinh doanh, thì chúng tôi cố gắng là mua bán những cái thiết bị mà nó có tính năng để tiết kiệm điện. Sử dụng điện tiết kiệm cũng là phương châm hoạt động của nhiều cơ sở thương mại dịch vụ. Nhà hàng này đã thực hiện nhiều giải pháp như điều chỉnh cường độ hệ thống chiếu sáng phù hợp trong ngày, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, cho đến hệ thống điều hòa nhiệt độ theo phân khu, sử dụng năng lượng tái tạo. Khi trời nắng nóng thì sẽ giảm 50% cái hệ thống chiếu sáng. Đấy, còn là các thiết bị khác thì năm nay sẽ cố gắng tiết kiệm khoảng 30% để hưởng ứng cái chương trình tiết kiệm điện của quốc gia. Theo Công ty Điện lực Quảng Ninh, quý 1 và trong quý 2 năm nay, với sự phục hồi của nền kinh tế, nhu cầu về điện và phụ tải điện trên địa bàn tỉnh tăng trưởng trên 20%. Dự báo quý 2 và mùa nắng nóng năm nay, phụ tải điện tiếp tục tăng cao khoảng 18,7% so với năm 2023, đạt khoảng 1.250 MW. Làm việc với các khách hàng để thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải khi thương mại và ký kết với một số khách hàng có công suất lớn để dịch chuyển công suất trong giờ cao điểm, cũng như là huy động các máy phát diesel của khách hàng. Chúng tôi chỉ đạo các cái cơ sở mà sử dụng điện công cộng như là khu vui chơi giải trí, quảng cáo, khu công cộng phải có kế hoạch sử dụng điện làm sao tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo trong cái việc thực hiện nghiêm về cái kiểm toán năng lượng theo quy định pháp luật. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết giảm chi phí năng lượng không những giúp cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hay các hộ dân tiết kiệm chi phí mua điện, mà còn giúp cho ngành điện giảm áp lực, thực hiện quản lý và vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả.